Xin kính chào các bạn vị như thế video đó là hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chúng ta đi lướt mạng xã hội hay là cũng như là các sàn thương mại điện tử một chút để tôi chia sẻ về những món đồ mà tôi sẽ mua về review cho các bạn trong thời gian tới tại vì tháng sau là chúng ta sẽ có siêu siêu cuối tháng này là cũng có siêu trên Lazada rồi Đây thì các bạn sẽ thấy là đây là cái giỏ hàng của mình mình đã đặt mua nhé anh em Tôi sẽ cho anh em xem những cái món mà tôi mua này Dự kiến là toàn phải đến mùng 1 tháng 11 Bắt đầu mới giao những cái món này cho tôi cơ Phải nói là thực sự là khá là lâu Nhưng mà cũng kịp thời cho đầu tháng sau Đầu tiên là tôi đã mua một cái bộ sạc không dây từ tính 2 trong 1 dành cho Apple Watch Thì anh em đã nhìn thấy là tôi đang sử dụng đó là Apple Watch Ultra Quả sạc này thì mình thấy nó khá hay Khi nó là 2 trong 1 đó. Được tùy biến dành cho Apple Watch Series Và ngoài ra cũng có thể sạc sau lại iWatch thế này <laughs> nó là Apple Watch làm gì i iWatch và sạc được cho cả iPhone đấy các bạn có thể đặt lên đây là nó sạc này được chưa và nó có hút bằng nam châm à, đặc biệt là con này nó có thể gập lại có thể dễ dàng mang theo cho chúng ta à, và mình sẽ xem xem con này nó thực sự ngon hay không còn ghi ở đây là sạc sẽ không nóng hmm, khá là ảo ma Canada đây là nằm trong số chuỗi những cái sản phẩm mà là làm trong suốt mà mình đang rất muốn mua đó chính là cái sạc dự phòng xếp mà lại là trong suốt này thì các bạn xin nhìn thấy là của Sager à, cái sản phẩm này của chúng ta thì mọi người sẽ nhìn thấy này nhìn thấy cả linh kiện bên dưới cái này không biết có phải hàng real hay là fake giống như kiểu là mấy con điện thoại ngày xưa và nó sẽ có sạc là 22,5 w à, chúng ta sẽ có chip giảm nhiệt độ vân vân và vân vân mấy cái này mình không quan tâm lắm dung lượng là 10.000 mAh mình chỉ quan tâm một điều đó là nếu mà chúng ta sạc với lại điện thoại thì bình thường nó sẽ như thế nào đây là những cái thông tin của nó dành cho cái củ sạc dự phòng này đây là 22,5 là trong trường hợp là sạc USB A nhé có màn hình hiển thị này có sạc xi là 18W dành cho iPhone này đó nó ghi rõ cổng in cho chúng ta như này cùng ao ghi ra rõ rồi và có hỗ trợ là cả sạc max xếp không dây hút bằng nam châm đó ok đây là một món mà mình rất muốn mua để sử dụng thử ô oh, nó ghi ở đây là có thể sạc được cho ba thiết bị như là sạc cho cả hai chiếc điện thoại là Samsung iPhone và sạc cho cả AirPods được luôn mình có một thông tin là mình sẽ có voucher giảm giá riêng độc quyền dành cho fan của Vinso Thì mình sẽ để phần mô tả do voucher số lượng giới hạn Thì anh em nhanh chóng truy cập xuống bên dưới để mà sử dụng những cái voucher này nha Cái món tiếp theo đó chính là cái giá đỡ điện thoại bằng hợp kim kém à, Mình thì là một người sử dụng điện thoại Các bạn thấy là ở bàn làm việc chúng ta để dựng này Hay là chúng ta về nhà chúng ta mà xem phim chúng ta muốn nằm ở trên giường Thì đây là một sự lựa chọn của các bạn Hiện tại các bạn thấy là con này nó chỉ móng 3mm Móng hơn cả điện thoại của chúng ta Làm lại từ kim loại sang trọng đẹp Nặng là 70 gram Các bạn có thể điều chỉnh kích thước là có thể đứng này à, Có thể nằm này ở nhiều góc độ này Và thậm chí các bạn có thể đặt được cả tablet Ở lên đây được Đó. Và con này được làm khá là cao cấp Xịn sò vì thế nên mà mình quyết định là mua Một con về để sử dụng Mặc dù trước đây mình mua khá là nhiều đế dựng điện thoại rồi Nhưng vẫn phải có thêm một con nữa Và đây là một fan của Dragon Ball Thì lập tức là mình đã mua một chiếc tai nghe nó sẽ có những phiên bản như là Goku, Mabu, Fize và Rồng Thần. Con tai nghe này là 15 tiếng sử dụng pin này. Rồi mọi người sẽ thấy rằng là thiết kế màu sắc đẹp này, uh, microphone Bluetooth 5.2 hỗ trợ chơi game âm thanh hi-fi vân vân và vân vân. Đó, thì các bạn thấy là mình đã chọn phiên bản Goku ở đây và cái tai nghe cũng sẽ có dòng chữ của nó viết rất là đẹp. Trên hình ảnh thì có thể nói là con này nó có thiết kế rất là ấn tượng. Về chất âm thì tôi không kỳ vọng quá nhiều Nhưng mà xét đi xét lại thì đây là một con tai nghe với mức giá của nó là bao nhiêu Có 414k thì làm sao mà các bạn đòi lại vừa là Dragon Ball đẹp xịn lại còn vừa nghe nhạc hay Thì đợi khi tôi về hàng tôi sẽ review cho anh em Biết đâu sẽ có cả giveaway thì anh em hãy comment ở bên dưới video này nhá Và mọi người đừng quên truy cập group kèo thơm này Gia nhập telegram kèo thơm và một số sản phẩm mình mua về review Thì mình sẽ có tổ chức giveaway ở trên các group như thế cho anh em và cái sản phẩm nữa mà mình có mua là một cái chiếc bút cảm ứng điện dung dành cho Z Fold 3 và cả Z Fold 4, giật cả mình cứ tưởng là không có Z Fold 4, tôi chết mày luôn đấy thì cái đây là bút S Pen mà mình thay vì mua của Samsung thì giá cao thì mình mua ở hãng bên thứ ba là giá chỉ có 247.360 đồng đó thì các bạn sẽ thấy là bút này sẽ hoạt động ở trên các sản phẩm của Galaxy Fold 3 và Fold 4 thì mình sẽ mua về test thử anh em nếu mà ok ngon lành cành đào là chúng ta sẽ có thể mua bút về sử dụng và giá rẻ hơn khá là nhiều so với lại mặc định của Samsung một cái món phụ kiện nữa đó chính là một cái củ sạc mọi người ạ nhưng cái củ sạc này trông nó rất là giống người cái gì? sao mày ăn bánh của tao Quác. mày nhìn cái củ sạc giống người không ừ. nó đứng được bằng hai chân đây này đó củ sạc Còn... đứng bằng hai chân tao tao đang suy nghĩ về việc là nó về nó sẽ dùng như thế nào rút cái chân nó ra này lấy cái củ sạc hay là đây là cái ốp ngoài nhỉ nói chung là một cái củ sạc trông khá là hay các bạn ạ và cái củ sạc này của mọi người thì cũng sẽ là hỗ trợ sạc nhanh 20W PD dành cho iPhone và với mức giá 337k không biết là bao gồm cả cáp chưa nhưng mà nói chung là giá này là hơi cao và đây là thêm một món nữa mà mình mua đó chính là sạc dự phòng cầm tay mà trong suốt dung lượng cũng là 10.000 10 mAh anh em thấy là cục sạc dự phòng này cỗ công suất là 22,5W Nói chung là nó giống cái cục kia Chỉ khác là nó không phải là sạc max xếp Cũng được làm trong suốt cho chúng ta Xong rồi cũng có màn hình LED hiển thị phần trăm Hỗ trợ là sạc USB là 2,5W Power delivery chúng ta là 20W Sạc nhanh cho cả Android, sạc nhanh cho cả iPhone Tất cả đều được hết luôn Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ có một cái đế từ tính của Nikin Dành cho cả iPhone Ui, có cầu hút từ tính mà lại dành cho cả Samsung là thế quái nào Thì à, các bạn sẽ thấy rằng là cái này chúng ta sẽ có đế nam châm này hút vào mặt lưng Đó, và mọi người có thể dễ dàng chỉnh được các góc Và mọi người có thể xoay được cả iPhone của chúng ta Ui, cái gì thế này À, tức nghĩa là trọng lượng của nó thì chịu được là 800 gram Sạc cho bốn con iPhone phải bị chơi đá xong sao mà đi sạc xuyên qua lưng con này sang đến con kia Tôi đều hiểu kiểu gì luôn các bạn Đây cũng là một cái đế dựng là mình mua về test thử xem nó như thế nào Cái này nó chỉ là đế dựng thôi chứ nó không có hỗ trợ là sạc nha các bạn Ngon lành cảnh đào để test thử xem nó ngon được không Khi mà giá của nó là 194k Như vậy qua video này thì tôi đã chia sẻ các bạn về những cái món đồ mà mình sẽ mua về để review cho anh em Trong đầu tháng 11 tới chuẩn bị có siêu siêu 11 tháng 11 Và mình sẽ có những cái voucher giảm giá bên dưới mô tả Cho anh ấy, anh em nào mua sắm shopping trên Lazada sử dụng nhanh Bởi vì voucher số lượng có hạn và như thời gian sử dụng cũng tương tự như thế Anh em có thể giúp mình một việc là comment những sản phẩm mà anh em muốn review